Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì Minh Nhật Audio muốn mang đến cho anh em và các bác một vài những cái mẫu đầu DAC, đầu giải mã âm thanh chất lượng cao. Đấy thì hôm nay rất là nhiều mẫu cho anh em đây, từ những phân khúc hơn 2 triệu có này. Đấy, gần 3 triệu cũng có này. Ngoài ra thì hôm nay còn có cả lên cho anh em vài những mẫu dây đèn. Đấy, nhiều anh em là hay gọi là bộ tiền khuyết đại âm thanh. Thì kể cả hôm nay thì cũng có những cái mẫu đầu dây đèn trên giá 1 triệu cũng có cho anh em này. Đấy, con này thì có model sản phẩm là GT507D. Con này thì có mức giá là 1 triệu 3 anh em nhé, 1 triệu 3 50. Con này thì vừa có thể chỉnh chép, chỉnh bass và chỉnh volume tăng to nhỏ. Nó có thể khuếch đại được lên cho anh em tầm 30%. Đấy, thì đây con này thì cũng không phải là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đấy, hiện tại em đang điểm lại thôi. Con này thì có cả Bluetooth, cổng ra cổng vào đều bằng hoa sen hết anh em này. Đấy, con này thì thông thường chỉ là một con tiền khuếch đại âm thanh thôi anh em nhé. Tiền khuếch đại âm thanh chỉ chỉnh bass, chỉnh chép, nghe là sẽ nịnh tai hơn. Con này thì anh em kết hợp với cả con DAC nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, tiếp theo đến là một mẫu dề đèn. Con này thì có mức giá là 2.450.000 đồng. Dề đèn kiêm giải mã, trong này có chip giải mã anh em nhé. Đấy, và con này thì có công tắc có Bluetooth này anh em này, có RCA này, có ợp tắt này. Đấy, cũng chỉnh chép, chỉnh bass và chỉnh volume. Ngoài ra có cả nghe bằng nghe tai nghe luôn. Và con này sẽ có hai cổng ra, cổng ra bằng AUX và cổng ra bằng RCA. Đấy, anh em này, in và out. Con này rất là hay. GT600D anh em nhé. Con này em đã bán rất là nhiều rồi. Rất nhiều anh em khen. Đấy, một con kết hợp nữa với cả con DAC. Đây cũng là không phải là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì em vẫn đang còn chưa ra lò. Đây, chính là con này anh em ạ. Ok, em sẽ đập hộp luôn cho anh em cái con này. Con này thì nó không hề to anh em nhé. Nó không hề to một tí nào. Đấy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà con này sử dụng tất cả các cái, từ những con chip cho đến những cái con ốc vít cho đến tất tần tật đều là mới tất nhiên toàn luôn anh em nhé. Đấy, con này thì chạy giải mã. Ngoài chức năng giải mã ra nó còn rất là nhiều chức năng mới, thì sau đây em sẽ hướng dẫn, sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Cứ để sẵn đây đã nhé. Thiết bị đi kèm thì gồm có một dây nguồn anh em này. Một dây nguồn, ok em sẽ để đây. Một dây Bluetooth, con này có Bluetooth 5.1 anh em nhé. Con này thì theo em nghe từ nhà sản xuất thì con này là chạy giải mã bằng hai luồng độc lập anh em nhé. Đấy, thì trước khi vào đi sâu và về vào cái con này thì em sẽ cứ gắn dâu cho anh em ngắm lướt qua con này đã. Đấy, rồi đã xong phần dâu ria này rồi. Ok bây chúng ta sẽ nhìn mặt trước. Mặt trước của con này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái ở đây anh em thể nhìn. Optical, Bluetooth và Coaxial, anh em thấy nhỉ? Ba chức năng. Đấy, ba chức năng đầu in. Và con này thì chữ Power Sync. Đấy, đây là cái chế độ của nó này anh em này. Khi chúng ta cắm chế độ vào thì cái đèn này sẽ hiện lên. Out sẽ cắm bằng trước luôn này. Out trái và out phải này. Rồi con này thì sẽ có Audio Manager DAC ZN2921 Pro anh em nhé. Bản Pro này. Rất là đẹp. Vỏ được làm hoàn toàn bằng nhôm phay xước anh em nhé. Đấy, thì theo ngay thì vừa nãy em có nói đấy, thì theo nhà sản xuất thì con này nó giải mã không thông thường là một con giải mã, và con này thì nó giải mã theo hai luồng riêng biệt anh em nhé. Đấy, hai luồng riêng biệt đây, em thử nhìn tất cả chức năng của nó không khác gì một con giải mã thông thường cả. Đấy, Bluetooth dâu đây, Optical Coaxial chạy nguồn 12V nhưng cầm khá là nặng. Và đằng sau này sẽ có bốn chân cao su rất là đẹp. Đây, ZN2901 Pro Series Made in Singapore. Rất là xịn, đúng không ạ? Đó, và con này thì em xin báo giá luôn cho anh em. Con này thì giá không hề rẻ. Con này thì có mức giá gần 4 triệu đồng anh em nhé. Con này thì giá chính xác của nó là 3 triệu 600 nghìn đồng cho bộ DAC 2921 bản Pro. Và cái công nghệ con này thì cực kỳ mới. Con này không phải thông thường chỉ là một con giải mã âm thanh đấy, mà nó còn có quản lý âm thanh nữa. Chức năng của nó có thêm cái chức năng quản lý âm thanh nữa anh em. Đó, nên là chất âm ra cực kỳ sắc nét anh em nhé. Đấy, để mà nói thì khi mà một con nó có cái chức năng quản lý âm thanh và cái hai luồng riêng biệt thì chắc chắn là chất âm nó
sẽ ăn đứt với những con quản lý chung, đúng không ạ? Ví dụ như cái mẫu này chẳng hạn, mẫu này bên em không phải là em chê hàng của Zinet. Đấy, nó đều là cùng hãng với nhau, nhưng mà con này chạy chip chắc chắn nó sẽ xịn hơn con này. Đây là một dòng giải mã 32 bit anh em nhé. Con này giá của nó không bằng cái con 2921 Pro này cơ. Cái con DA800 này của nó tuy là giải mã 32 bit, tổng số lượng mẫu con này còn 384 cassette. Con này có mức giá là 2.850.000 này anh em này. Đấy, anh em thì nhìn nó to hơn, đúng không ạ? Nó to hơn nhưng mà nó lại rẻ hơn mấy cái dòng này. Đấy, vì nó chạy, con này thì nó sử dụng công nghệ cũ, còn con này nó sử dụng công nghệ mới nhất hiện tại anh em nhé. Giá của con này hơn con này gần 1 triệu đồng. Con này 2.850, còn con này 3.600.000, rơi hơn tầm 800.000 đồng. Nhưng mà con này chỉ giải mã 24 bit thôi, nhưng mà nó chạy hai nguồn riêng biệt. Còn con này giải mã 32 bit. Tất cả chức năng con này đều ăn đứt con này luôn anh em nhé. Con này tất cả từ Bluetooth có thể là bằng này, Bluetooth 5.1 bằng nhau này. Optical Coaxial, con này không có cổng USB. Nếu mà anh em và các bác nào mà muốn trải nghiệm độ sắc nét nhiều hơn, đúng không ạ? Anh em sử dụng độ sắc nét, anh em cần độ giải mã tốt hơn, quản lý âm thanh. Đấy thì anh em chơi con này. Đấy, còn anh em nào muốn trải nghiệm nhiều chức năng hơn thì anh em chơi con này. Con DA800 này hiện tại thì bên em nó là nhiều chức năng và nó ổn định. Đấy, ổn định nhất với mức giá 2.850.000, được tặng kèm dây quang hoặc dây AV của Zinet luôn. Đấy, AV thì AV em tặng kèm cho anh em AV của Hitachi luôn, AV của Nhật luôn. Và hôm nay thì chủ yếu là lên cho anh em cái mẫu đầu giải mã này. Đấy, chứ cả con DA800 kia đã quá quen thuộc với anh em rồi, đúng không ạ? Đã quá quen thuộc với anh em rồi vì đây là một mẫu rất là mới. Con DA800 kia của bên em đã điểm nói thì em bán được tầm 3 năm nay rồi. 3 năm nay, còn đây cái mẫu DAC ZN2921 Pro này thì nó mới ra. Nó sử dụng nhiều cái công nghệ mới hơn. Tuy là giải mã 24 bit thôi nhưng mà con này khá là cao so với tầm giá. Đấy. Rồi sẽ test luôn cho anh em nhé. Không nói quá nhiều. Đây. Đấy, em đã cặp sẵn một con rồi anh em này. Từ sẽ bật nhạc cho anh em thôi. Được chưa? Đấy, thì bây giờ em sẽ lấy trực tiếp bằng cổng quang trước, xong rồi em sẽ test cho anh em bằng cổng Bluetooth. Đây, cổng ra và cổng vào thì nó easy thôi anh em. Đây, cổng quang đang cắm cổng quang vào này. Đang bật chế độ quang này. Đấy. Khi mà anh em cắm đầu AV thì nó sẽ hiện màu xanh. Đây, em sẽ rút tặng cái AV ra. Đấy. Khi mà không có tín hiệu vào thì nó sẽ không có màu xanh đâu anh em nhé. Đây, sẽ rút cái dây quang ra này. Đấy, anh em thấy không ạ? Khi mà không có tín hiệu thì nó sẽ không có màu xanh ở đây. Còn em cắm một cổng quang vào này là nó sẽ có màu xanh ngay. Đấy. Ok. Đấy, em hiện tại em đang cắm sống. Ok. Test luôn cho anh em. Anh em kết nối như thông thường anh em nhé. Kết nối như thông thường. Đấy. Vẫn như những con DAC khác. Kết nối không khác gì cả. Đấy. Kết nối như thông thường. Thì vừa xong là một đoạn test ngắn em muốn gửi đến anh em và các bác. Thì để mà nói thì anh em muốn nghe chuẩn thì anh em mà phải nghe tại nhà. Con này đảm bảo anh em nghe thực tế, không bao giờ chê được.
Đấy, hiện tại thì em quay bằng điện thoại nên là nhiều lúc anh em nghe nó không được chi tiết bằng anh em nghe thực tế bên ngoài. Đấy, thì con này thì em xin báo giá lại luôn em nhé, 3.650.000 đồng cho một bộ BAC 2921 Pro bản mới nhất 2024 anh em nhé, mới ra đầu năm luôn. Đấy, mới ra đầu năm luôn. Đấy, và hiện tại đang có tại cửa hàng bên em. Đấy, thì những sản phẩm đi kèm thì gồm có một dây nguồn anh em này, một dây Bluetooth và một dây quang. Đấy, thì đấy là cái sản phẩm đi kèm của con DAC 2921 Pro này. Đấy, tất cả hàng bên em thì đều là bảo hành chính hãng cho anh em 1 năm, lỗi một đổi mới hoàn toàn. Đấy, thì ngoài cái mẫu đầu DAC 2921 Pro này ra, anh em và các bác là còn quan tâm đến ngoài những cái mẫu khác như mẫu HS 202 giá 350 em vẫn còn, hay là những cái mẫu đây 750D này, con này 2.6 triệu anh em này, con này không có Bluetooth. Đấy, nhưng mà cũng dòng mới nhất 2024 hôm nay cũng chạy được cả laptop này, quang này, ao anh em nhé. Đây, in bằng hoa sen và ao bằng hoa sen. Đấy, con này cũng rất là hay, anh em nhìn nó to hơn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà con này nó cao hơn con này 1 triệu đồng anh em nhé. Để mà nói thì bây giờ càng ngày người ta càng hiện đại, càng ngày càng thu nhỏ cái thiết bị của anh em lại. Đấy, rất là xịn. Đó, con này có 2.6 triệu rồi anh em ạ, và con này là 3.6 triệu, không thể ngờ được đúng không ạ? Bản hãng người ta ra con này mà em không tin là con này giá lại cao như vậy. Xong rồi khi mà nghe đến tất cả các chức năng cho đến tất tật thì chúng ta mới thấy là con này khá là ổn áp. Đấy, hay là DA800 hiện tại em vẫn còn hàng, những mẫu dề đèn em vẫn còn hàng. Anh em và các bác nào quan tâm mẫu sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay bên trên màn hình nhé. Đấy, tất cả dây tín hiệu, dây AV đấy đều vẫn hỗ trợ anh em và các bác lấy với mức giá là 200.000 khi anh em mua kèm với cả DAC anh em nhé. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.